Anh Tuấn, tóm lại bây giờ chúng ta đi gặp ai vậy anh? À, bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng đi gặp bạn gái trên mạng của Cảnh. Đã nói là bí mật rồi. Bạn gái của Cảnh thì liên quan gì đến cậu? Bởi vì cô ta có một biệt danh vô cùng nổi tiếng, đó chính là Kira. Cái gì? Dựa vào đâu mà cậu kết luận như vậy? Dạ bởi vì ngay sau khi Deadhot bị sập, có một điều lạ, Cảnh vẫn còn sót lại một account tên là Hoàng Tử Không Ngủ. Em đã suy nghĩ rất lâu về điều này. Kết hợp đó là việc Hoa Lê Trắng xuất hiện, tiếp cận Cảnh để cung cấp thông tin. Mà Cảnh này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô ta đã biết anh không phải là Hoàng Tử Không Ngủ rồi. Chào em. À, vâng ạ, anh là... Hoàng Tử Không Ngủ. Khi anh giới thiệu mình là Hoàng Tử Không Ngủ, gương mặt cô ta đã thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lại che giấu rất nhanh. Lại còn nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm một ai đó. Điều này chứng tỏ, bằng một cách nào đó, cô ta đã biết mặt Cảnh. Hơn nữa, có một câu. Nói nhanh đừng loanh quanh. Nghe quen không? Giống y hệt như cái hôm mà chúng ta chat với cái nick là Kira. Bạn sẵn sàng đổi lấy phần thưởng của mình để biết hung thủ là ai? Ok không? Nói nhanh, đừng loanh quanh. Vậy nếu như cô ta là Kira, vậy thì cô ta đến đây làm gì? Ban đầu, khi anh chưa nghĩ ra lý do tại sao Kira xuất hiện, thì anh chưa dám khẳng định. Nhưng sau khi chúng ta bắt được Cường, thì đó rất có thể là một trong hai lý do. Một, đó chính là cô ta muốn tống Cường vào tù. Vì sao Kira lại muốn tống Cường vào tù? Chẳng lẽ là để các nghi phạm chính trong vụ ông Hoàng xa lưới, sau đó chúng ta sẽ coi nhẹ Kira hơn một chút? Rất có thể. Không đúng. Lý do đó rất khiên cưỡng. Nếu như cô ta thực sự là Kira, thì chắc chắn phải có lý do nào khác quan trọng hơn mới khiến cho cô ta muốn đẩy Cường vào tù. Anh vừa nói đó là lý do đầu tiên. Vậy còn lý do thứ hai? Theo anh suy đoán, rất có thể đó chính là lời hứa với cậu. Cô ta có nói với anh là đã tìm được thông tin về cha mẹ đẻ của anh. Đó cũng chính là lời hứa mà cô ta chưa thực hiện được về vụ trao phần thưởng cho em. Nhưng nếu cô ta đã biết anh là công an rồi, tại sao còn mạo hiểm liên lạc như vậy? Rất có thể cô nào muốn gặp Cảnh nhà mình một lần cuối trước khi bị mất hoàn toàn. Vẫn còn một chi tiết quan trọng nữa. Ui, tự dưng mà em lại sập nguồm mất rồi. Hình như là gặp anh cho nên là em nhanh bị hết pin đấy. Anh cho em mượn điện thoại của anh được không? Tí, em có việc gấp thật đấy. Được thôi. Em này. Em cảm ơn nhé. Alo. Rồi. Có gì thì sẽ gọi lại sau nhé. Đây, em cảm ơn anh nhé. Ừ, có gì. Cô ta cài virus vào điện thoại của anh để theo dõi nhá. Anh nghi ngờ là kế hoạch này ban đầu là dành cho cậu. Cô ta tự tin như vậy bởi vì nghĩ rằng là cậu có tình cảm, thế nên sẽ không đề phòng. Nhưng rồi anh xuất hiện, mặc dù biết anh là người đóng thế, nhưng cô ta vẫn quyết tâm để chơi chiêu này. Tức là cố tình nhằm vào lực lượng công an của chúng ta. Dạ vâng. Theo giả thuyết của em, cô ta làm như vậy để nắm được di biến động và các thông tin chuyên sâu của lực lượng điều tra. Sau đó, cô ta hoặc nhóm của cô ta sẽ dễ dàng thực hiện cho các phi vụ tiếp theo. Điện thoại của anh. À, anh đã chủ động đưa cho bên an ninh mạng để kiểm tra rồi. Xin lỗi nhá, vì đã không đưa cho cậu. Anh sợ
cậu sẽ vỡ mộng. Nhưng mà nhá, giả sử nếu như cô ta cả virus và điện thoại của anh, về kiểm tra thấy anh không bật máy, phải nghi ngờ chứ. Đằng này vẫn gọi cho em, rồi khi em đưa máy cho anh, vẫn chủ động hẹn gặp. Là sao? Cô ta nói là đã tìm được tài liệu về Kira. Thôi được rồi, muốn biết thực hư ra sao thì chúng ta cùng đi xem huyền thoại trong giới hacker, bạn gái của Cảnh thế nào nhé.